Bạch Hồng Quyền, một người hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam, hiện đang lẩn trốn tại Thái Lan, đang lo ngại mình sẽ là một nạn nhân của chính quyền hai quốc gia Việt Nam, đất nước mà anh đã bỏ đi 2 năm về trước khi bị truy nã vì các hoạt động xã hội, và Thái Lan, đất nước mà anh hy vọng sẽ cho mình một nơi trú ẩn an toàn. Quyền cũng là người đã giúp đỡ Trương Duy Nhất, một blogger của Đài Á Châu Tự Do, người bị mất tích khi đang ở Bangkok hồi cuối tháng 1 vừa qua, khi đang xin quy chế tị nạn. Những nghi ngờ trước đó cho rằng Trương Duy Nhất bị an ninh Việt Nam bắt cóc với sự cộng tác của phía Thái Lan đã được củng cố thêm sau khi Đài Á Châu Tự Do nhận được thông tin xác nhận blogger này đang bị giam giữ tại Hà Nội. Thông tin xác nhận từ con gái của blogger là thông tin đầu tiên về ông kể từ khi ông mất tích gần 2 tháng về trước. Trường hợp của blogger Trương Duy Nhất càng làm xấu thêm hình ảnh của Thái Lan, vốn được coi là nơi lánh nạn an toàn cho những người tị nạn ở khu vực Đông Nam Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan đã từ chối không đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan đến thông tin mới nhất về blogger, mà chỉ nói vắn tắt rằng vấn đề đang được cảnh sát Thái Lan xử lý. Bây giờ tôi rất lo lắng về cái sự an toàn của tôi cũng như là gia đình tôi tại Thái Lan. Mặc dù đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn, vốn được coi là có thể bảo vệ người tị nạn khỏi bị bắt giữ hoặc trục xuất, Quyền nói anh vẫn phải lẩn trốn, sống tách rời khỏi gia đình mình để tránh không bị bắt giữ. Vì khi mà nếu mà cảnh sát Thái họ bắt được tôi thì chắc chắn cái việc mà tôi giờ trở về Việt Nam, cái điều đó là cái điều chắc chắn xảy ra. Nỗi lo sợ của Quyền bắt nguồn từ những gì đã xảy ra với blogger Trương Duy Nhất. Một tiếng nói chỉ trích chính phủ, người được những nhà hoạt động cho rằng đã bị phía Thái Lan bắt giữ khi đang ở tại một trung tâm mua bán ở ngoại ô Bangkok, rồi sau đó trao cho phía an ninh Việt Nam. Trương Duy Nhất cũng là người đóng góp thường xuyên các bài vở cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Blogger Người Buôn Gió hiện đang sống ở Đức, viết trên trang Facebook cá nhân của ông hôm 10 tháng 3 rằng cảnh sát Thái Lan đã bắt Nhất đến một quán ăn ở ngoài Bangkok, nơi các nhân viên an ninh Việt Nam đã chờ sẵn. Khi thấy người Việt Nam đi xe đến, Nhất cự không kịp và bị những người bịt mặt này bẻ tay, chùm đầu, vất lên xe tiêm thuốc mê. Về phần mình, Quyền nói anh cảm thấy mình như người bị chú ý vì những thông tin bên trong mà anh biết được về sự biến mất của Nhất. Anh nói anh đã giúp cho blogger tìm nơi ở tại Bangkok và giúp nộp hồ sơ xin quy chế tị nạn lên văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hợp Quốc ở Bangkok hôm 25 tháng 1, một ngày trước khi Nhất mất tích. Và anh có những thông tin liên quan đến việc khiến blogger Trương Duy Nhất phải chạy trốn khỏi Việt Nam. Con gái của Trương Duy Nhất, cô Trương Thục Đoan, nói rằng mẹ cô là bà Cao Thị Xuân Phượng được phía trại giam cho biết Nhất đã bị bắt giữ từ ngày 28 tháng 1, 2 ngày sau khi ông bị bắt cóc ở Bangkok và hiện đang bị giam giữ tại trại T16 ở Hà Nội. Bạch Hồng Quyền nói về nỗi sợ của mình có liên quan đến trường hợp của Trương Duy Nhất và cho rằng cảnh sát Thái và Việt Nam đang muốn xóa mọi dấu vết của Nhất nhằm che đậy những gì đã xảy ra. Anh cũng nói đến những lo ngại đã được các nhà hoạt động nhân quyền đưa ra rằng chính phủ Việt Nam và chính phủ Thái Lan có thể đang muốn trao đổi các nhà bất đồng chính kiến mà họ đang tìm kiếm ở cả hai nước. Hiện giờ thì tôi và gia đình đang phải không ở cùng nhau vì là cái việc mà tôi biết chắc chắn là bên phía chính quyền Thái Lan họ đang theo dõi vợ tôi để tìm ra tôi đang ở đâu. Khoảng 10 ngày nay mà tôi và gia đình tôi đã phải ở xa nhau. Cái việc gia đình tôi ở cái chỗ hiện tại đang ở ấy, vợ và con tôi thì vào ngày hôm qua thì có vợ tôi có thông báo là có một số cảnh sát họ đỗ xe ở dưới cái tòa nhà đó, và buổi chiều hôm qua thì là có người đã lên gõ cửa, và tức là có thể họ lên để họ kiểm tra cái phòng là xem là tôi có ở đó hay không. Thì khi mà họ gõ cửa, họ vào họ kiểm tra thì cũng không có gì nên là họ đã đi ngay. Những cái người kiểm tra đó thì là họ nói là bảo vệ của tòa nhà, nhưng mà nếu bảo vệ tòa nhà tại sao họ không mặc những cái bộ đồ bảo vệ tòa nhà mà họ mặc đồ bình thường ấy, họ mặc đồ dân thường bình thường đó. Quyền đang tìm kiếm việc định cư ở Canada, nơi được coi là nơi đến hàng đầu của những người tìm quy chế tị nạn sau khi Hoa Kỳ cắt giảm đáng kể con số người tị nạn mà nước này có thể chấp nhận. Đài Á Châu Tự Do đã gọi điện thoại cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để xin phản ứng về những cáo buộc mà Quyền đưa ra rằng Việt Nam muốn Thái Lan trục xuất Quyền, nhưng số điện thoại dường như không hoạt động. Quyền nói Quyền không hối tiếc việc giúp Trương Duy Nhất, người đã nói với Quyền là phải rời Việt Nam vì lo sợ sẽ bị bắt giữ. Trương Duy Nhất cũng nói rằng ông có những thông tin bên trong có thể gây nguy hại cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói ông có ý định sẽ công bố những thông tin này khi ông có được quy chế tị nạn ở nước khác. Bạch Hồng Quyền giải thích rằng anh không lạ gì những sách nhiễu đối với hoạt động xã hội của mình ở Việt Nam. Tôi trước đây gặp nạn thì cũng đã rất nhiều người giúp đỡ tôi. Và khi mà anh Trương Duy Nhất, anh ấy cũng kể về cái việc mà anh ấy đang bị nguy hiểm như vậy, thì tôi là một cái người Việt Nam mà cũng là một người hoạt động, một người bạn gặp nạn như vậy thì tôi giúp là chuyện bình thường. Nhưng mà không may mắn rằng chính người đó cũng đã bị gặp nguy hiểm.